Trong chúng ta chắc hẳn thì ai cũng đã từng một lần xem phim Hàn Quốc và đều ao ước có một làn da căng bóng mịn màng như các diễn viên idol Hàn Quốc. Wow. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ da liễu La Phương Thúy. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đấy là làm thế nào để có một làn da căng bóng mịn màng. Trong chúng ta chắc hẳn thì ai cũng đã từng một lần xem phim Hàn Quốc và đều ao ước có một làn da căng bóng mịn màng như các diễn viên idol Hàn Quốc. Và các bạn sẽ lên mạng và tìm rất nhiều cái từ khóa và bí quyết của người Hàn Quốc làm thế nào để chăm sóc da để có một làn da đẹp như họ. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc là đất nước ôn đới, khí hậu của họ rất là lạnh. Về bản chất, da của người Hàn Quốc đã là một làn da khô và lỗ chân lông nhỏ. Vì vậy, họ phải bôi rất nhiều lớp dưỡng da, từ lotion, từ toner, lotion, serum cho đến kem dưỡng. Tất cả đều nhằm mục đích là cấp ẩm cho làn da. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì không phải ai áp dụng phương pháp này cũng có một làn da căng bóng mịn màng, mà ngược lại, có thể da sẽ bị sần sùi, nổi mụn, từ mụn ẩn cho đến mụn viêm, mụn mủ. Lý do là vì sao? Là bởi vì chúng ta khác biệt về khí hậu. Khí hậu ở Việt Nam là khí hậu nóng ẩm gió mùa, cộng thêm với ô nhiễm môi trường, người Việt Nam bản chất có một làn da dầu, lỗ chân lông to. Vì thế khi mà chúng ta cũng áp dụng các bước như người Hàn Quốc, đấy là bôi rất nhiều lớp dưỡng lên trên da với các thành phần dưỡng cao, có cấu tạo là cream, thì dễ làm cho da bị bít tắc, cộng với khói bụi, bụi bẩn sẽ làm cho da dễ bị nổi mụn, từ mụn ẩn cho đến mụn viêm. Vậy thì để có một làn da căng bóng, mịn màng, tức là chúng ta sẽ phải đáp ứng đủ hai yếu tố của làn da. Thứ nhất là làm cho da căng lên, và thứ hai là làm cho da bóng, mịn. Da căng tức là làn da không có các nếp nhăn, không bị chảy xệ. Làm thế nào để có làn da căng? Thì có một yếu tố rất quan trọng trên làn da, nó giữ vai trò như là một bộ khung, đấy chính là collagen. Các phương pháp mà làm cho làn da luôn luôn tăng sinh collagen, tức là chúng ta sẽ làm cho da căng bóng hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể bôi các sản phẩm có chứa retinol. Theo các nghiên cứu thì khi chúng ta bôi liên tục sản phẩm retinol từ 6 tháng trở lên, nó sẽ có tác dụng kích thích tăng sinh các sợi collagen và elastin. Có một lưu ý, đấy là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải sử dụng nồng độ từ thấp đến cao để tránh cho làn da bị tác dụng phụ của retinol như là khô, bong chóc. Chúng ta cũng có thể bổ sung collagen bằng con đường ăn uống, ví dụ như là ăn các thực phẩm giàu protein như thịt, cá, các loại đậu, hay là uống các thực phẩm chức năng có collagen. Lưu ý là chúng ta sẽ phải uống đầy đủ hàm lượng cũng như là thời gian. Hàm lượng một ngày từ 2,5 cho đến 5 gram. Thời gian là chúng ta sẽ uống liên tục từ 8 đến 12 tuần để da có thể tăng sinh và sản xuất collagen. Khi đó chúng ta cũng mới nhìn được hiệu quả của làn da. Còn để có một làn da bóng, tức là làn da được cung cấp đủ ẩm, chúng ta hãy tưởng tượng làn da của chúng ta cũng giống như vỏ quả cà chua. Khi mà chúng ta mới hái cà chua xuống thì quả cà chua rất là căng bóng, mịn màng. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ở ngoài khoảng 2-3 ngày, cà chua bị mất nước và lớp vỏ trở nên sần sùi, xỉn màu hơn. Với những yếu tố về môi trường và đặc điểm làn da Việt Nam thường là làn da dầu, thì chúng ta sẽ phải tìm những sản phẩm bổ sung độ ẩm làm sao cho thích hợp mà không gây nhờn, bí, rít. Ví dụ như là các sản phẩm có chứa HA hoặc là B5, B9. HA chính là acid hyaluronic. Một phân tử HA thì có thể ngậm 10.000 phân tử nước. Vì vậy khi chúng ta bổ sung serum có HA thì sẽ làm cho da được cấp ẩm tức thì mà không gây bít, dính. Thêm nữa, chúng ta cũng phải có ý thức bảo vệ làn da trước các yếu tố môi trường như là tia UVA, UVB, các tác nhân vật lý bằng cách là che chắn hoặc là sử dụng kem chống nắng đủ lượng mỗi ngày. Còn một điều hết sức quan trọng trong chăm sóc da, đấy là bước làm sạch. Khi mà chúng ta làm sạch da thì các bước sau về dưỡng da chúng ta mới làm cho da dễ hấp thu các dưỡng chất hơn. Hy vọng trong video trên đã giúp các bạn hình dung ra được phần nào cách chăm sóc da đúng cách. Và chúc các bạn luôn có một làn da tươi tắn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.